Này, mặc quần áo tặng sinh nhật này, 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 đẹp lắm con ơi. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Này. Đấy, màu này là màu gì đây? Đẹp quá, cởi áo luôn. Màu vàng à, cởi áo luôn. Đấy, bộ quần áo bà Minh tặng sinh nhật cu họ đẹp nhỉ? Đẹp không con? Chờ còn lâu. Này bà ngoại nhớ bé lắm này này. Dạ. Hôm nay xuống nhà bác Thắng lần đầu tiên đây này. Để dự sinh nhật. Trời ơi, chụp cái lúc mà chưa ăn nó ra một đẹp. Ăn tan tài cái mới chụp. Thank you.
bày ra đi con, bày ra được rồi. Đẹp quá, bày ra bỏ hết vỏ xuống đi cho. Con bận này. Con cá phú này. Chết rồi hay là bồ chết rồi mất tâm lý. Là 16 em còn chị ấy mà. 16 à? Cho lên tivi đi nha. Đấy, màn lớn là vì thấy hay á. Nha. Yêu rồi. Đẹp quá.
Tiếp tục ngồi để anh nào còn đói thì ăn tiếp. Đấy. Ăn tăng ba luôn. Đấy, đấy mà ngoài giờ mới lên này. Đi đá bóng về, mấy bạn đi đá bóng về hả? Đấy, ăn no đi. Thank you.
¡Gracias!